phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. À, chào con nha. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị o. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Con có thể cho bác biết là con đang chuẩn bị xe rất là đẹp, có cờ, có băng rôn khẩu hiệu. Thế chuẩn bị có nhiệm vụ gì không ạ? Vâng, con đang chuẩn bị đưa cha đi giáo xứ mới ạ. Thế à, vâng, thế chúc con và gia đình nhé, bằng an, khỏe mạnh, không bàn tay chúa nhé. Từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con, chào con đi nha. Tới mọi bác thấy con đang là chuẩn bị xe rất là đẹp, có băng rôn khẩu hiệu người tình yêu Đức Kitô mạnh rồi và phúc thái tổ nhé. Thế hôm nay là con chuẩn bị có ý nghĩa gì nào? Xin gửi con xin vào sứ tối à? Thế à, hôm nay coi nghe ngày mưa để tiến chân cha xứ của mình, sứ đạo Phật Tà về sứ đạo mới cả ông ạ. Thế ông bác chúc con và gia đình nhá, hồng ân trong bàn tay Chúa nhá. Chúc bác nhiều hồng ân của Chúa. Cảm ơn anh, các bạn khỏe. Cảm ơn bao nhiêu. Con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Dù không ở đây nữa vẫn có cái hình ảnh để lưu lại để nhớ đến ông Đức Giáo Xứ, cái hình ảnh rất đáng quý, cái sinh hoạt đời sống tin của đoàn hàng ngày. Còn hôm nay ông này theo chân về xứ mới, đó là cái tình cảm rất là đi xứ. Các bạn đồng ý chưa? Còn là không biết nói gì hơn. Nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con đi khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gửi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền,
người lắng lo xin gửi bình an. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, cô bác mình hôm nay lên tiếng chân cha đi sư mới à cơ? Đúng rồi ạ. Ngài yêu con xưa muôn người, Ngài đã chọn con. Chào các con các cháu nha. Hôm nay thấy các cháu ăn mặc rất là đẹp. Hôm nay mình xuống đây để có nhiệm vụ gì nào? Đưa cha về sứ cháu ấy. Đưa cha sứ của sứ Cẩm Phả về sứ mới, nhận sứ mới làm cơ. Để chúc các con coi là hồng ân Thiên Chúa ban cho trong mặt Thầy Chúa. Bàn thánh, bàn cha là cái tuổi. Cô bác hôm nay tới đây để tiễn cha lên sứ mới hả cơ? Hôm nay các bác tới đây có nhiệm vụ gì mà thấy rất là đông vui? Ông là hôm nay thì cũng theo luân chuyển của tòa mục hay cha xứ của Cẩm Phả là về xứ mới và nhận nhiệm sở mới. Thế cũng chúc các bác và cha của mình hồng ân Thiên Chúa trong bàn tay Chúa che chở nhé. Ok, anh mời ông Tránh với đây. Ông mời lên đi nhà thờ. Trước khi đi tôi cũng muốn lên đấy để viếng nhà thờ chút. Tôi cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho những đường đi bình an. Rồi chúng ta sẽ kịp thời về cái giờ mà đã địa phận đã lên chương trình rồi. Là 2 giờ vào chương trình, 3 giờ đến lễ. Tôi từ đây về đấy căn giờ sang đi vừa không nhanh quá, không chậm quá, mà sang đi vừa phải để chờ nhau cho vui trên đường. Vui ra đi làm tông đồ của Chúa giữa đời. Và giờ đây trước khi tôi rời sứ Cẩm Phả và đi về sứ Hương Khê, cũng xin thật lòng đại nhạc lý của quý vị xin chú sức mạnh của chúng ta trong việc là hoạt động tương lai, cũng như xin chú cho chúng ta thật lòng đại nhạc lý của quý vị trên đường đưa tôi về sứ Hương Khê. Cầu xin phục vụ tôi và sức bạn mới ở tại sứ Hương Khê với chú và sự bình an trong sự mới. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa.
đã cảm thấy nỗi khổ mình trong giờ phút này đặc biệt để chúng ta làm việc nhau. Và những ngày bây giờ sẽ thực hiện đã sắp xếp xe đã được bố trí đã cần được đi trên đường chúng ta sử dụng từ đây sẽ là đèo đèo bộ chúng ta sử dụng mức độ xe chạy và của nhân dân để ta đi nhau cho hết những của bạn với tốc độ như vậy ba ngày là đúng mức độ chúng ta chạy cho toàn hành trình của đất nước chúng ta và xin chúng ta cho chúng ta chào nhau một lần cuối cùng. Tinh thần của Chúa Kitô, nhiệt tâm ta luôn hăng say, đem tin mừng cho người nghèo khó. Bạn ơi, ta mau nhanh chân, người huynh trưởng của Chúa Kitô. Vâng lời Ngài, con đây, xin hãy sai con theo ý Ngài. Dù vất vả gian lao, có Chúa luôn bên con đồng hành. Thì đường đời con có chi, Ngài luôn hàng chỉ lối con đi. Trong yêu thương, Ngài luôn ở bên con từng ngày. Hành trang ta mang trên vai là nụ cười ánh sáng niềm tin. Tặng ban con tim yêu thương là tinh thần của Chúa Kitô. Nhiệt tâm ta luôn hăng say, đem tin mừng cho người nghèo khó. Bạn ơi ta mau nhanh chân, người huynh trưởng của Chúa Kitô. Vâng lời Ngài, con đây, xin hãy sai con theo ý Ngài. Dù vất vả gian lao, có Chúa luôn bên con đồng hành. Thì đường đời con có chi, Ngài luôn hằng chỉ lối con đi. Trong yêu thương, Ngài luôn ở bên con từng ngày. Hành trang ta mang trên vai là nụ cười ánh sáng niềm tin. Tặng ban con tim yêu thương là tinh thần của Chúa Kitô. Nhiệt tâm ta luôn hăng say, đem tin mừng cho người nghèo khó. Bạn ơi ta mau nhanh chân, người huynh trưởng của Chúa Kitô. Hành trang ta mang trên vai là nụ cười ánh sáng niềm tin. Tặng ban con tim yêu thương là tinh thần của Chúa Kitô. Nhiệt tâm ta luôn hăng say, đem tin mừng cho người nghèo khó. Bạn ơi ta mau nhanh chân, người huynh trưởng của Chúa Kitô. Nhiệt tâm ta luôn hăng say, đem tin mừng cho người nghèo khó. Bạn ơi ta mau nhanh chân, người huynh trưởng của Chúa Kitô. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân
tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nơi hoang thiên Chúa đã tôi luyện một niềm tin chung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Cho niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hậu ơn. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm chạy trong biển. Thank you.
bên con khi tình đời hồng thắm sắc son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Đoạn đường con đi tuy nhiều khi gian khó ê chề, Ngài hằng bên con muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Chúa mỹ miều, tình Ngài yêu con làm sao đến đáp cho cần. Ôi tình yêu chưa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Con biết chi
chung khi ân huệ ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà người vô phúc trên đời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà âm ba phòng ngăn dồn ra trong tim.
chưa xa mạc chảy ra, Chúa như nguồn nước chan hòa. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, huyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Tiếng gọi nào rộn ra vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rìu đào Ngài chúc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào, mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, huyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Ăn mặc rất là đẹp, vâng. Mà đẹp não đó, vâng. Thì đi đâu ạ? Tôi năm nay 90 rồi. Dạ vâng ạ. Vâng, tôi đi sang rừng nãy cha mới và cha cũ mất rồi, cha của chúng tôi đi trưởng nọ cơ. Vâng, vâng. Chào các bác nhé. Vâng. Các bác có thể cho biết là đến đây thấy nhà thờ mình không khí rất là long trọng phải không ạ? Vâng. Để đón rước thì các bác có thể cho biết là chuẩn bị lễ gì đó? Vâng, hôm nay là chuẩn bị là ngày lễ giao sứ Đông Tây hân hoan đón mừng cha xứ mới. Vâng. 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 Thế dân ra đây để đón cha xứ mới. Vâng. Thế cũng chúc các bác và gia đình coi như là hồng ân Thiên Chúa ban cho trong vòng tay Chúa nhé. Vâng. Nhiều nhiều. Con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời.
Quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Và đây cha Tân chính sứ sẽ chính thức hôn đất và nhận giáo sứ Đông Khê làm sản nghiệp của cha. Con xin kính mời cha. Và đây các em thiếu nhi trong ca đàn nhỏ của giáo xứ Đông Khê chúng con có một phú phúc để chào mừng cha Tân chính xứ, cha Phản Hạt và quý cha. Xin mời các đàn nhỏ một tràng tay thật lớn để chúng ta chào đón cha Tân chính xứ của chúng ta. Phú phúc được mang tên lên chốn cao ơi. Từng bước với Giê-xu đồng đi với Ngài, chọn một đời sống Ngài. Quyền năng Giê-xu ban ở với con mọi nơi, cùng cha lên chốn cao hơn, hằng tiến bước với Chúa mỗi ngày, cùng nhau ta xây lên sáng soi dày nay. I wanna go higher, như chim lượn bay trên không, nguyện cùng cha bay qua dòng bao đời. You take me higher, ta đang chờ đợi chân con, là đang con hay lên cho cao hơn. I wanna sing cao 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 hơn cùng Chúa, cao 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 trên núi đồi. I wanna sing high 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 with you, high 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 with you. I wanna go high. Bước với Giê-xu, đồng đi với Ngài, trong cuộc đời dâng Ngài, quyền năng Giê-xu ban ở với con mọi nơi. Cùng cha lên chốn cao hơn, hàng tiến bước với Chúa mỗi ngày, cùng nhau ta dấy lên danh Ngài. I wanna go higher. Nhìn bay trên không, nguyện cùng cha bay qua dòng bao đời. You take me higher, cha muốn chờ đợi chân con, mẹ đang con nơi nơi cho cao hơn. I wanna sing cao 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 cùng Chúa, cao 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 trên núi đồi. I wanna sing high high.
trong nhà thờ để cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta. Chúng con xin kính mời xem. Giới thiệu với cha là cháu học sinh là phải chúng con chào cha con đấy, thầy cô tô đấy, cô tô đấy, mà áo ai to đấy, áo của bố à? Chú con mời đấy, mời đấy, không ạ, chú con mời cha xứ, con chụp với con. Ôi trời ơi, thế à? Vâng, các chị ơi, chụp cùng với cha xứ. Các em thả thi rồi, xin mời lãng hoa của giáo khu Cẩm Phú, giáo xứ Cẩm Phả. Công an tỉnh Quảng Ninh. Rồi tiếp theo con mời lãng hoa của giáo khu Cẩm Trung, giáo xứ Cẩm Phả. Của giáo xứ Cẩm Phả. Tiếp theo con xin mời lãng hoa của ca đoàn Thánh Tâm giáo xứ Cẩm Phả. Ông bà Nhân Nguyệt giáo xứ Cẩm Phả. Tiếp theo con xin mời lãng hoa của ca đoàn Thánh Gia giáo xứ Cẩm Phả. Tiếp theo con xin mời lãng hoa của giáo họ Quang Hay. Tiếp
cha xứ và hội đồng giáo xứ Đạo Dương. Tiếp theo con xin kính mời lãng hoa của cha xứ giáo xứ Đông Xuyên. Điện thoại để chúng ta quay phim chụp ảnh trong thánh lễ. Con xin cảm ơn.
Kính thưa cộng đoàn, việc nhận sứ đối với một linh mục là nghi lễ theo quy định của giáo luật. Qua đó, chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho cha tân chính sứ, đồng thời giúp mọi người hiểu biết và ý thức hơn về nghĩa vụ, hợp tác với cha tân chính sứ trong công cuộc xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Thông thường, chính đức giám mục giáo phận sẽ chủ sự thánh lễ và nghi thức nhận sứ, vì Ngài là người có chức thánh linh mục tràn đầy và là mục tử chung của giáo phận. Vì lý do công việc, Đức Tổng Giám mục Du Xe, giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng, không thể hiện diện để chủ sự thánh lễ và nghi thức nhận sứ của cha Thomas Nguyễn Văn Vinh hôm nay. Do đó, Ngài ủy quyền cho cha quản hạt Mạo Khê, An Tôn Trần Văn Minh chủ sự thánh lễ và chứng kiến lời tuyên xưng đức tin, cũng như lời tuyên thệ liên quan đến đời sống và sứ vụ của cha xứ mới. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng bước vào thánh lễ. Con xin trân trọng kính mời cha quản hạt bắt đầu nghi thức khai mạc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Trọng kính quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy, quý tu sĩ, kính thưa quý vị đại diện chính quyền các cấp, kính thưa quý ban chính trương, ban hành giáo, quý khách viên bản và anh chị em. Sau một thời gian hơn 9 năm phục vụ tại giáo xứ Đông Kê, cha Giuse Văn Mạnh Kỳ đã tuyên truyền và nhận nhiệm sở mới tại giáo xứ An Quý. Đồng thời, về trên giáo phận đã gửi đến cho cộng đoàn giáo xứ Đồng Khê một linh mục tử. Qua nghi thức nhận sứ hôm nay, Ngài sẽ chính thức trở thành cha xứ của giáo xứ Đồng Khê. Tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý ông bà và anh chị em, cha xứ mới của giáo xứ Đồng Khê, cha Thomas Nguyễn Văn Vinh. Theo giáo luật, linh mục chỉ có quyền và làm việc trong giáo xứ sau khi nhận được bổ nhiệm thư của Đức Giám mục Giáo phận. Bổ nhiệm thư đó hôm nay được công bố cho cộng đoàn dân Chúa để xác nhận rằng cha tân chính xứ là người chính thức thay mặt cho Đức Giám mục Giáo phận trong giáo xứ này. Con xin kính mời cha thư ký tòa giám mục lên công bố văn thư bổ nhiệm. Tòa giám mục Hải Phòng, 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng. Văn thư bổ nhiệm kính gửi cha Thomas Nguyễn Văn Vinh, vì lợi ích của giáo phận cũng như để đáp ứng những nhu cầu mục vụ và thiêng liêng của bà con giáo dân, chiều theo giáo luật khoản 147 và khoản 156, sau khi đã bàn hỏi với ban tư vấn, nay tòa giám mục quyết định bổ nhiệm cha về chính xứ Đông Khê. Xin cha nhận lấy giáo xứ Đông Khê như sản nghiệp giáo phận trao phó cho cha bảo quản và sinh lời. Mong cha cố gắng chu toàn bổn phận để lời Chúa được rao giảng cách trung thành, các bí tích được cử hành sốt sắng, để Thiên Chúa được tôn vinh và mang lại nhiều lợi ích cho các linh hồn. Cha thi hành sứ vụ mà giáo hội trao ban cho các cha xứ theo giáo luật khoản 530 về việc cử hành các bí tích và sống tinh thần phục vụ giáo dân theo giáo luật khoản 528 triệt 1 đến khoản 529 triệt 2. Cha hãy thu xếp tuyên xưng đức tin theo giáo luật khoản 833 triệt 6 và tuyên thệ trung thành tại nhà thờ giáo xứ Đông Khê. Cảm ơn cha đã nhiệt tình phục vụ bà con giáo dân và xây dựng cơ sở vật chất nơi giáo xứ Cẩm Phả và giáo xứ Cô Tô trong những năm qua. Nhờ ơn Chúa và lòng nhiệt tâm của cha, cha sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bà con giáo dân nơi giáo xứ Đông Khê. Xin cha cũng lưu tâm đến trách nhiệm truyền giáo cho những người trên địa bàn cha phụ trách. Xin Đức Mẹ Mân Côi Quan Thầy Giáo Phận và Thánh Du Tô Ma Quan Thầy của cha cầu bầu cho cha được mọi sự tốt lành trong sứ vụ mới. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Hải Phòng ngày 9 tháng 10
năm 2021, Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hải Phòng. Giờ đây con xin kính mời cha quản hạt trao bổ nhiệm thư cho cha tân chính sứ Tô Ma. Xin cầu ngài nổ cha có tay thật lớn để chúc mừng cha Tô Ma của chúng ta. Phần diễn nghĩa nghi thức nhậm chức sẽ được cử hành sau bài giảng lễ. Giờ đây xin mời cộng đoàn cùng hát kinh Vinh Danh. Vì dành Thiên Chúa trên cửa từng trời. Trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn từ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được bồng bẵng bên hông.
Trước cảnh đó, mặt mày ngươi sẽ rạng rỡ, lòng ngươi như hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che dọc đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sofa kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương mà loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghi chúng con giao giảng?
Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ, tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu và thông điệp lan đi khắp chân trời góc biển. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Đức Giê-xu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thổ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được bệnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngồi bên hữu Thiên Chúa, còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Vào cuối năm 2010, Giáo hội Việt Nam tổ chức Đại hội Dân Chúa. Đó là năm Giáo hội Việt Nam long trọng mở năm thánh kỷ niệm 350 năm ngày Tòa Thánh thiết lập 26 xuân Tông Tòa đàng trong và đàng ngoài, đồng thời kỷ niệm 50 năm Tòa Thánh thiết lập hàng giáo phận Việt Nam. Và trong Đại hội Dân Chúa ấy quy tụ các giám mục, đại diện các linh mục, các dòng tu và đại diện giáo dân trong tất cả các giáo phận tại Việt Nam, tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn để cử hành Đại hội Dân Chúa. Và trong Đại hội Dân Chúa ấy, tất cả các đại biểu cùng với các vị mục tử cùng nhau bàn thảo, cùng nhau cầu nguyện. Và một trong những kết luận, kết quả của Đại hội Dân Chúa đó là Giáo hội Việt Nam quyết tâm xây dựng giáo hội theo mô hình một giáo hội tham gia. Một giáo hội tham gia chính là chủ đề của bài chia sẻ của tôi chiều hôm nay. Chúng ta nghe giáo hội tham gia nó có vẻ quen quen, là bởi vì nếu chúng ta theo dõi thời sự của giáo hội
thì hôm mùng 10 tháng 10 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc cơ hội đồng giám mục thế giới với chủ đề hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Và một tuần sau thì được cử hành tại các giáo phận. Tuy nhiên tại Việt Nam thì đến Chủ nhật vừa rồi, các giáo phận tại Việt Nam mới chính thức cử hành ngày khai mạc thượng hội đồng và sẽ được thúc đẩy bởi các hoạt động, các gặp gỡ, các cuộc trao đổi cho đến tháng 8 năm tới, rồi tất cả các kết luận, kết quả của các cuộc họp, hội họp ý kiến sẽ được gửi về Hội đồng Giám mục Việt Nam, rồi sau đó là tiến hành tại cấp châu lục, và cuối cùng là đến tháng 10 năm 2023 sẽ là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới được thực hiện tại Vatican. Như thế, chúng ta thấy Giáo hội Việt Nam cũng đã rất là mạnh dạn, như là đi trước một bước để muốn xây dựng một giáo hội theo mô hình một giáo hội tham gia. Vậy giáo hội tham gia nghĩa là gì? Thưa, giáo hội tham gia nghĩa là tất cả mọi người trong giáo hội đều có quyền và có trách nhiệm tham gia xây dựng giáo hội của Chúa thăng tiến như Chúa muốn. Tất cả mọi thành phần, bởi vì nó bắt nguồn từ bí tích thánh tẩy hay là bí tích rửa tội. Tất cả mọi người đã được rửa tội, tức là đã được một ơn gọi, đã được trao ban một ơn gọi. Khi chúng ta sinh ra làm người, chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được nâng lên một tầng cao mới là con cái của Chúa. Đồng thời với ơn gọi là con của Thiên Chúa thì chúng ta cũng được trao ban một sứ mạng. Sứ mạng ấy là xây dựng giáo hội. Sứ mạng ấy là của tất cả mọi người, là giám mục, linh mục, tu sĩ hay người giáo dân. Xây dựng giáo hội là nhiệm vụ của tất cả, đặc biệt là của người giáo dân. Đã có một thời kỳ người ta định nghĩa người giáo dân rất là thụ động. Hỏi người giáo dân là ai? Thưa, người giáo dân trong giáo hội là người thưa amen và móc túi bỏ tiền vào giỏ. Đó là một cái định nghĩa có vẻ mỉa mai, thụ động về vai trò của người giáo dân trong giáo hội. Thật ra người giáo dân trong giáo hội vừa được ơn gọi làm con của Cha trên trời, nhưng đồng thời cũng được trao một sứ mạng để xây dựng giáo hội. Người giáo dân có trách nhiệm về sự thăng tiến của giáo hội. Người giáo dân nhận về mình phần trách nhiệm cho việc thăng tiến nước của Vua Giê-xu hay là nước trời, như chúng ta vẫn cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha. Người giáo dân có một phần tham gia và có quyền tham gia vào các công việc mục vụ của giáo xứ. Dù là ai, dù là người già, người trẻ, nam hay nữ, người giàu hay người nghèo, người học thức hay bình dân, thì đều có quyền và có bổn phận tham gia vào việc thăng tiến. Có quyền được đưa ý kiến, đưa ra ý kiến, có quyền được bàn thảo và có quyền được quyết định những vấn đề liên quan đến giáo xứ, liên quan đến sự thăng tiến của giáo xứ. Nếu chúng ta chỉ nghĩ tôi cố gắng một tuần nào, một tuần tôi đi lễ một lần, một 6 tháng, 3 tháng tôi xưng tội một lần, và thế là tôi yên tâm lên thiên đàng cả dày cả dép, thì đó không phải là hình mẫu của một người giáo dân tích cực. Một người giáo dân tích cực là trách nhiệm đến lo lắng cho các công việc mục vụ, lo lắng cho mọi người được đón nhận tin mừng, đặc biệt là tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội.
chúng ta không thể ngồi yên, không thể yên tâm trong khi mà an lành, trong khi mà khê thượng, vân vân. Vẫn còn biết bao nhiêu người chưa biết ông Giê-xu là ai, vẫn còn biết bao nhiêu người chưa thể đón nhận ơn cứu độ của Chúa Giê-xu, chưa là môn đệ của Chúa Giê-xu. Thì trách nhiệm ấy là của tất cả, chứ không phải chỉ của giám mục, linh mục, mà là của tất cả mọi người giáo dân. Cho nên tất cả mọi người chúng ta có bổn phận và có trách nhiệm tham gia các công việc, ví dụ như các em thiếu nhi thánh thể thì phải tham gia các hội đoàn thanh niên, tham gia giới trẻ, tham gia ca đoàn, tham gia hội con đức mẹ, vân vân và vân vân, đổi tông đồ. Đặc biệt là tham gia không phải chỉ là các hội đoàn đạo đức, nhưng mà là các hội đoàn hoạt động tông đồ để thăng tiến giáo xứ. Tất cả mọi người có bổn phận, có quyền và bổn phận tham gia. Tuy nhiên, cái sự tham gia của chúng ta nó phải là hiệp nhất và hiệp thông với nhau. Tất cả mọi người phải hiệp nhất, hiệp thông với nhau để công việc của chúng ta làm nên sức mạnh. Tự nhiên là tác động của Chúa, nhưng mà nó phải được hiệp nhất, hiệp thông. Công việc của chúng ta phải là hiệp nhất, hiệp thông trong Chúa. Nếu như thiếu nhi thánh thể hoạt động theo kiểu của mình, thể giới trẻ kiểu của mình, các bà theo kiểu của mình, không cần biết đến những người xung quanh, không cần biết đến hội đoàn khác, thì không thể nào mà tạo nên sức mạnh để có thể thăng tiến. Cho nên các hội đoàn phải hiệp nhất, hiệp thông với nhau. Và hiệp nhất, hiệp thông với nhau, ở đây chúng ta thấy vai trò của cha xứ. Cha xứ đương nhiên là người đến để phát báo lời Chúa, đến để cử hành các bí tích, để chăm sóc mục vụ. Nhưng đồng thời cha xứ như là cái nguyên lý về quy tụ tất cả. Cha xứ là người khơi lên lòng nhiệt thành đối với tất cả mọi người, của tất cả mọi người. Và cha xứ cũng là người quy tụ tất cả mọi người, quy tụ tất cả mọi hội đoàn để cùng cộng tác với nhau, để cùng nhau xây dựng giáo xứ, cùng nhau thăng tiến giáo phận, cùng nhau làm cho nước Chúa được lan rộng khắp nơi như chúng ta mong ước và như Chúa đòi hỏi. Ngày hôm nay giáo xứ chúng ta đón cha xứ mới, chúng ta hãy có tinh thần trách nhiệm chung và hãy cộng tác với nhau và cùng nhau cộng tác với cha xứ. Đó là yêu cầu, đó là đòi hỏi của ơn gọi làm tín hữu, và đó cũng là mong ước của giáo phận. Tôi xin nhắc lại là tất cả chúng ta cùng cộng tác với nhau, các thành phần dân Chúa ở trong giáo xứ cộng tác với nhau và cùng nhau cộng tác với cha xứ. Và như thế tôi nghĩ sẽ làm cho cha xứ rất vui và an lòng, và cha xứ sẽ nhiệt thành với sứ mạng được trao phó để cùng khơi gợi, cùng quy tụ và cùng giúp nhau chúng ta làm cho những hoa trái thiêng liêng sẽ được trổng sinh nơi giáo xứ Đông Khê này. Ước mong như vậy. Amen. Giáo hội chỉ có một kho tàng đức tin duy nhất, phát nguồn từ Đức Kitô, mà trong sứ vụ giao giảng, linh mục phải tuyệt đối trung thành. Để thể hiện lòng trung thành đó, cha tân chính sứ sẽ công khai tuyên xưng đức tin trước mặt cộng đoàn. Con xin kính mời cha. Tôi là linh mục Tô-ba Nguyễn Văn Bình. Với đức tin vững vàng, tôi tuyên xưng, tôi tin và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong
kinh tin kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta mà để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong siêu Philato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngược bên hiếu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa tự để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Với đức tin vững vàng, tôi cũng tin mọi điều hàm chứa trong lời Thiên Chúa dưới hình thức Kinh Thánh hay Thánh Truyền, và mọi điều giáo hội dạy phải tin đã được Thiên Chúa mặc khải khi giáo hội dạy như thế, bằng một phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát. Tôi cũng kiên quyết chấp nhận và tuân thủ mọi điều và từng điều do giáo hội xác quyết liên quan đến giáo lý và đức tin và luân lý. Hơn nữa, bằng sự vâng phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí, tôi chấp nhận những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc giám mục đoàn trình bày khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức, dù không có ý định xác quyết. Là người bảo vệ đức tin, linh mục thừa tác còn phải là người luôn luôn hiệp thông với giáo hội bằng cách cộng tác chặt chẽ với đức giám mục. Đó là ý nghĩa lời tuyên thệ trung thành mà cha tân chính xứ sắp công khai trước mặt Chúa và cộng đoàn. Con xin kính mời cha. Tôi là linh mục Thomas Nguyễn Văn Vinh, khi lãnh nhận nhiệm vụ chính xứ Đông Kê, hứa sẽ luôn bảo vệ sự hiệp thông với giáo hội Công Giáo bằng lời nói và việc làm của tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn thận và trung thành chu toàn các trách nhiệm đối với giáo hội toàn cầu cũng như địa phương mà tôi được kêu gọi để phục vụ tại đó theo giáo luật quy định. Khi chu toàn nhiệm vụ ủy thác cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ gìn giữ nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành kho tàng đức tin. Vì thế tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái nghịch lại. Tôi sẽ tuân hành cổ võ kỷ luật chung của Hội Thánh toàn cầu và sẽ tuân thủ tất cả luật lệ của giáo hội, tất nhất là những điều được ghi trong bộ sách giáo luật. Trong tinh thần vâng phục Kitô hữu, tôi sẽ tuân theo những điều các chủ chân khả kính công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin, hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ Đức Giám mục giáo phận để công việc tông đồ được thực hiện nhân danh và ủy nhiệm của giáo hội trong sự hiệp thông với giáo hội. Đó không phải là một lời hứa suông có tính cách chiếu lệ, nhưng đó là một lời thề linh thánh. Cha tân chính xứ đích thân kêu cầu sự chứng giám của Thiên Chúa. Con xin kính mời cha tân chính xứ tiến lên đặt tay trên sách phúc âm.
Nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Phần diễn nghĩa nghi thức nhận chức kết thúc bằng lời nguyện tín hữu. Chúng ta hãy hiệp ý dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của chúng ta trong ngày lịch sử này. Chúng con kính mời cha chủ sự. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương và chăm sóc cho đoàn dân Chúa. Người quan phòng người đến cho chúng ta các vị mục tử để các ngài dẫn dắt chúng ta đi trong đường lối đó. Với tâm tình cảm tạ và lòng khiêm tốn khẩn cầu, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, chúng ta cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse và các vị mục tử trong hội thánh luôn được dồi dào ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để các ngài dìu dắt mọi người đi trong tinh thần của Chúa Kitô và hướng dẫn mọi dân nước luôn sống yêu thương hiệp nhất. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa ban lời cho con. Cùng với lòng thành kính, chúng ta cầu xin Chúa ban nhiều linh mục và tu sĩ cho giáo phận, để từ chốn thôn quê đến nơi thành thị, từ vùng duyên hải đến vùng đất xa xôi trong giáo phận đều có các nhà truyền giáo dấn thân phục vụ và lan truyền ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong niềm hân hoan đón mừng Cha xứ mới, chúng ta cầu xin Chúa thương ban cho Ngài luôn được mạnh khỏe và dồi dào ơn khôn ngoan của Chúa, để Ngài chăm sóc đoàn chiên Chúa giao phó trong khiêm tốn, tận tụy và yêu thương. Với lòng biết ơn, chúng ta cầu xin Chúa trả công bồi hậu cho cha xứ cựu vừa rời xa chúng ta đi nhận nhiệm sở mới, và cùng cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta dưới sự hướng dẫn của cha xứ mới luôn sống hiệp nhất và yêu thương như những người con trong gia đình của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa là Cha đầy lòng nhân ái, xin nói gương nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho họ các ân huệ mà họ tin tưởng nài ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yeah.
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì
kỳ này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này và nhớ đến thầy. Xin Chúa nhớ anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng khi được chúng con đã đi chuẩn trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hãy thể được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã xuống đẹp lòng chúc qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lời Chúa thiên thế và theo thuyền đức người dạy, chúng ta giang nguyện rằng: chúc bình an cho nhau.
Để chỉ hiện Chúa đầy ơn xóa tội trần gian cũng chưa ai được mời anh cùng tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, lương thực Chúa vừa ban cho chúng con cũng chính là lương thực Chúa sẽ ban cho Đức Chúa ngày sau. Xin cho thần lương này vừa nuôi dưỡng lòng tin của hội thánh, vừa lôi kéo thêm nhiều người đến cùng Đức Kitô là sự thật, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúng con xin kính mời quý cha và cộng đoàn an toàn. Kính quý cha, kính thưa quý khách và toàn thể cộng đoàn, cha xứ là người trực tiếp bảo vệ và hướng dẫn đời sống đức tin của các tín hữu trong giáo xứ. Do đó, có cha xứ hiện diện là một hồng ân lớn lao đối với cộng đoàn giáo xứ. Điều đó ngày hôm nay được biểu lộ nơi cộng đoàn giáo xứ Đông Khê khi cha tân chính xứ Tô-ma chính thức khai mạc sứ vụ tại giáo xứ. Giờ đây, để bày tỏ tâm tình tạ ơn, một vị đại diện của giáo xứ có những lời muốn thân thưa cùng quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Xin kính mời ông. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài. Trọng kính quý cha quản hạt, kính thưa cha tân chính xứ Tô-ma, quý cha xứ kỵ, quý cha đời tế, quý tu sĩ, quý đại diện các cấp chính quyền, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Trong những ngày tiết trời se lạnh của đầu mùa đông, hôm nay cộng đoàn giáo xứ Đông Khê chúng con rất hân hoan vui mừng được chào đón cha Tô-ma Nguyễn Văn Vinh, tân chính xứ của chúng con. Trong suốt nhiều năm vừa qua, cha xứ kiệu Giuse đã hết lòng hy sinh phục vụ và chăm sóc cho cộng đoàn giáo xứ chúng con được phát triển và thăng tiến về nhiều mặt. Nay với chương trình mục vụ của giáo phận, cha được bề trên thuyên chuyển về làm chính xứ giáo xứ An Quý. Và hôm nay giáo xứ Đông Khê chúng con đã được Đức Tổng Giuse thương ban cho chúng con một vị mục tử mới, đó là cha Tô-ma Nguyễn Văn Vinh, tân chính xứ của giáo xứ chúng con. Thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Đông Khê, chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng Giuse. Kính thưa cha Tô-ma Nguyễn Văn Vinh, thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Đông Khê, chúng con xin cảm ơn cha vì cha đã sẵn lòng yêu thương về đây nhận đoàn chiên bé nhỏ mà Chúa đã trao phó cho cha, để cha hướng dẫn, chăm sóc, dạy bảo chúng con sống đức tin để tăng thêm lòng yêu mến Chúa. Kính thưa cha xứ kiệu Giuse, thời gian tấn thoát đã hơn 9 năm mà chúng con ngỡ tưởng như ngày hôm qua. Cha đã yêu thương, tận tâm tận lực cống hiến cho cộng đoàn giáo xứ chúng con. Cha đã xây dựng nhiều cơ sở vật chất cho giáo xứ và các giáo họ được khang trang đẹp đẽ. Cha đã chăm lo cho các hội đoàn giáo xứ được trưởng thành hơn về đời sống đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa. Cộng đoàn chúng con xin chân thành cảm ơn cha, và chúng con luôn khắc ghi công ơn của cha. Chúng con cũng hết lòng cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha đồng tế đã hết lòng yêu mến giáo xứ chúng con. Dù bận rộn nhiều công việc cũng như việc đi lại khó khăn trong thời hoàn cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhưng quý cha cũng đã về đây hiệp sân thánh lễ cầu nguyện và chúc mừng cho cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúng con hết lòng cảm ơn và xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý cha. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn các quý vị các cấp chính quyền, ban tôn giáo tỉnh ủy, mặt trận tổ quốc tỉnh, công an tỉnh Quảng Ninh, công an thị xã Đông Triều, ủy ban nhân dân xã,
thị xã Đông Triều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Đông Triều. Trong thời gian vừa qua, quý vị cũng như đã nhiệt tình cộng tác và giúp đỡ cha xứ Cựu Du Xe và giáo xứ Đông Khê chúng tôi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hôm nay, giáo xứ chúng tôi chính thức đón nhận cha xứ mới. Quý vị lại dành thời gian quý báu tới để tham dự và chúc mừng. Chúng tôi rất hy vọng mong quý vị luôn cộng tác giúp đỡ và tạo điều kiện cho cha Thomas Nguyễn Văn Vinh sứ vụ mới của ngài. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý tu sĩ, quý ban hiển giáo, ban chánh chương các giáo xứ, các hội đoàn, các giáo xứ như Cẩm Phả, Cô Tô, cũng như toàn thể quý khách hôm nay đã về đây để chúc mừng và chung vui với cộng đoàn giáo xứ chúng con. Một lần nữa, con thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Đông Khê, chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Sau thánh lễ, con kính mời quý cha quản hạt, quý cha kỳ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý đại biểu cùng quý khách vào trong nhà chung dùng bữa cơm thân mật. Sau đây, con đại diện cho hội đồng giáo sĩ và cộng đoàn giáo sĩ Đông Khê có mặt hoa kính chúc cha bản hạnh, cha tân chí sứ, cha sứ vị, xin cha vui lòng đón nhận. Con xin chân thành cảm ơn. Giáo xứ Đông Xuyên cũng có lãng hoa để chúc mừng cha. Trọng kính Đức Tổng Giuse, Giám quản Thông tòa Giáo phận Hải Phòng. Kính thưa quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý đại biểu tu sĩ, quý bà anh chị em, quý cố, quý ban thường trực, quý ban hành giáo, các giáo xứ, quý vị các cấp chính quyền đại diện cho tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt ban tôn giáo thị xã Đông Triều và xã Việt Dân, quý khách và toàn thể các bà anh chị em đang hiện diện trong thánh đường hôm nay. Tâm tình của con giờ đây đó là tâm tình thờ ơn Thiên Chúa. Ngài đã ban cho con biết bao nhiêu và học ân, đã dạy cho con đừng làm con và tâm tình biết ơn mẹ giáo hội hôm nay bao bảo con, gìn giữ con, cha trẻ con trong những năm qua của đời dâng hiến. Trong cái Đức Tổng Du Xe, vì yêu thương và tin tưởng con, Đức Tổng đã không ngần ngại sai con đến làm mục vụ với cương vị linh mục chính xứ Cẩm Phả, quản nhiệm giáo xứ Cô Tô và các giáo họ trực thuộc. Không phải là những nơi nhỏ bé, gần gũi nhưng đầy khó khăn thử thách, nhưng với ơn Chúa giúp và sự che chở của Đức Tổng cũng như sự ân cần thăm hỏi đứng đỡ đã giúp con vượt qua những khó khăn thử thách trong công vụ, trong việc phục vụ tại hai giáo xứ qua với gần 5 năm. Vừa qua ngày 9 tháng 10, Đức Tổng vẫn yêu thương và tiếp tục tin tưởng trao sứ vụ mới cho con với hương vị là chính sứ Đông Khê. Đối với con, lại một lần nữa đến một nơi mà con chưa từng gặp gỡ, chưa từng làm quen, cũng chưa từng ở cái môi trường sống và làm việc, nhưng con tin chắc sẽ được nhiều người yêu thương đón nhận và cùng sống vui với nhau để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ nhau trong tình yêu thương. Trong Đức Tổng Giuse,
Sứ thương tin tưởng và ân cần của Đức Tổng hôm nay, dù Ngài không hiện diện, chủ tế thánh lễ để cầu nguyện cho con và giáo xứ, nhưng Đức Tổng vẫn luôn luôn đồng hành với con trong lời cầu nguyện. Con xin hết lòng tri ân Đức Tổng. Xin Đức Tổng tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho con trong suốt vụ mới này. Kính thưa cha An Tôn Quản Hạt Mậu Khê, con xin cảm ơn cha đã sắp xếp và chuẩn bị cho con ngày hôm nay để nhận sứ để diễn ra cách tốt đẹp. Con xin cảm ơn cha thương và cầu nguyện tiếp tục giúp đỡ và đồng hành với con trong môi trường mới này. Kính thưa cha, quý cha đồng tế, về tình liên đới anh em linh mục đoàn trong giáo phận, quý cha đã cầu nguyện, chia sẻ và khích lệ. Đặc biệt hôm nay, quý cha đã không quản ngại được xa xa xôi. Trong thời gian đại dịch COVID-19 đang diễn ra một cách rất phức tạp, quý cha đã đến đây để chia sẻ với con, cùng con dâng lễ để cầu nguyện cho giáo xứ ngày con nhận sứ mới. Con xin hết lòng cảm ơn. Cách riêng con xin cảm ơn quý cha xứ Cửu, cha Giuse Nguyễn Văn Thông, cha Phêrô Nguyễn Văn Lập, cha Giuse Nguyễn Bạch Kỳ, quý cha phụ tá, quý đạo nữ tu sĩ đã hy sinh rất nhiều trong công việc mục vụ để củng cố độc quyền cộng hòa giáo xứ nơi đây trong những năm qua, góp phần xây dựng cơ sở vật chất và làm phát triển bộ mặt giáo xứ các giáo họ mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Con xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn. Con xin cảm ơn quý ông bà cố, quý nam nữ tu sĩ, anh em chúng sinh về tình thương liên đới và tình yêu thương đã cầu nguyện giúp đỡ và hôm nay còn hiện diện trong thánh lễ để cầu nguyện cho con. Con xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với con trong tình yêu thương. Kính thưa quý vị, quý vị đại diện chính quyền các cấp, quý ban ngành của tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều, xã Việt Dân, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi đến đây thực hiện sứ vụ linh mục của mình. Hôm nay quý vị đã đến chia sẻ niềm vui với giáo xứ cách riêng với tôi qua những đắng hoa và lời chúc mừng để tạo nên tình liên đới và hiệp thông. Tôi rất mong quý vị tiếp tục cộng tác, giúp đỡ và làm phát triển mọi phương diện, mọi tương quan tốt đẹp trong tương lai. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đặc biệt trong giờ phút này, con xin phép được tâm tình riêng với cộng đoàn giáo xứ Đông Khê. Kính thưa ban thường trực ban hành giáo giáo xứ Đông Khê cùng quý ban hành giáo Đông An, Đồng Tâm, Đồng Nai, giáo khu 2 và giáo khu 3, cùng quý bà anh chị em rất thân mến. Thánh giám mục Augustino đã nói với anh em, anh chị em, tôi là tín hữu, cho anh chị em tôi là giám mục. Giờ đây con xin được mượn lời đó để bày tỏ tâm tình với quý bà anh chị em trong toàn giáo xứ Đông Khê. Kể từ nay xin quý bà anh chị em mở rộng lòng tay đón nhận con như một người con cái, như một người anh chị em trong gia đình giáo xứ, giáo khu, giáo họ để cùng nhau sống đức tin và làm sáng danh Chúa. Và con xin quý bà anh chị em tiếp tục chia sẻ cảm thông, giúp đỡ để con có thể chu toàn một phần mục vụ trong cương vị của một mục tử, một linh mục chính xứ như lòng Chúa mong muốn. Con xin cảm ơn quý ban thường trực ban hành giáo, quý ông bà anh chị em thuộc giáo xứ Cẩm Phả Cô Tô, Nếu Dinh, Cửa Ông, Đông Xuyên quê hương và các giáo xứ khác, các giáo họ khác, vì yêu thương đã tiến chân và hiện diện trong thế giới hôm nay để cầu nguyện cho con trong ngày thiền sứ mới. Cách trên con xin hết lòng cảm ơn cha mẹ, cầu cô chúc bác, anh chị em nội ngoại
vì tình yêu thương luôn đồng hành với con trong đời sống thân hiến. Hôm nay cũng muốn hiện diện với con trong ngày nhận sứ mới, nhưng vì đại dịch đang diễn tiến phức tạp nên nhiều người đã không thể hiện diện. Con xin mọi người tiếp tục đồng hành với con trong yêu thương và vọng lời cầu nguyện. Tôi xin cảm ơn quý ban thường trực, giáo sứ ban thầy giáo, các giáo sứ, ban ngạn này cùng các ban ngành và toàn thể những ai đang cầu nguyện, các âm thầm, các công khai để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp hôm nay và đặc biệt thì hôm nay của tốt đẹp. Một lần nữa, con xin cảm ơn Đức Thần Phụ Xe, quý cha quản hạt, quý cha thực tế, quý đạo đức tôi xin, quý vị các cấp chính quyền, quý khách gần xa, quý vận thường trực ban đại giáo, các giáo sứ, giáo họ và quý bà anh chị em. Và sau hôm nay, xin trân trọng kính mời quý cha, quý đạo đức tôi xin, như là ban chính trị đã mời ở đại của chúng con, dùng tự đơn thân phận để con bày tỏ lòng biết ơn. Xin chân thành cảm ơn. Chưa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Chị em giáo sư Cầu Phả đã về đây tham dự thánh lễ và đến giờ chúng ta đang ngồi ăn cơm cho đỡ đói. Từ sáng giờ chúng ta ăn cơm cũng chưa đâu vào đâu hết cả, cho nên trên đường đi từ sáng giờ về đây tham dự thánh lễ cũng như là chúng ta đã phải trải qua những chặng đường khó khăn. Giờ những bữa cơm xin mọi người cho trở về cái phòng thiệt đây chia sẻ với giáo sư Đồng Kê. Xin chúc mừng anh chị em ta ở bên ngoài xa trở về phòng tiệc. Giáo sư Đồng Kê đã sẵn sàng, chúng ta vào phòng tiệc. Nhân lên Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thành ở giữa cũng như trên trời. Và tha nợ
chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin trước đời chúng con sao chúng cám dỗ như khi chúng con đã khỏi sự giữ. Amen. Nên cha và con mời hình thành. Amen. Ok. Vâng, mời hình thành bài chồng. Cho xin phí này chút này. Cho xin phí này chút này.